Hôm nay mình sẽ leo xếp hạng bằng cái đồ hình đó, đền cộng 1 đó, trước đơn nè. Nó còn sút xong min 20 tỷ này, sút dở 20 tết à, sút nhìn đường banh bay không hiểu như 20 tết. Ibra hay đi, Ibra hay quá ta, Ibra tôi thích Ibra quá. Xui ghê, hay quá ta Ibra, trời ơi chí tốt ghê luôn. Ibrahimovic. BTR. Dạ. Tụi mình mạnh gì ba, rô béo MC. Ừ xong win. Gullit cuối cùng vào một pha bóng, rồi đó là quyết liệt của Son Win, dùng hết mọi sức bình sinh để ghi bàn. Phạt 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 đó. Bữa nay sao không à, không anh này trên YouTube rồi, hợp đồng Facebook rồi stream nữa. Nhanh gọn lẹ, tự tin, quý Ibra sút cho banh mạnh đi. Ibra cái lực chân cao quá ha, lực chân sút cho banh nè. Ồ, nhìn đóng trái phá rồi chứ.
Ôi vô luôn kìa. Ô Varane à, xong mình đánh đầu Varane ghi bàn. Hơi nữa nổi. Xong mình đánh đầu Varane ghi bàn. Mình đụng bánh nhẹ vào. Ibra. À, trời ơi, cục dọc. Ôi, mấy em tính khách. Bên tạc chân trái rồi tạc ta. Ibra. Ừ, Ibra kìa. Ibra chạy luôn à. Hay quá là hat-trick Ibra. Ừ, được. Ừ, vào đề, nghỉ nghe. Đi ra chạy đâu chậm đâu đúng không? Nhìn thấy chạy, nó chạy nhanh thấy bà cao mới 95 mà chạy. Chạy qua đường khá là mệt á, chạy qua đường khá là chạy luôn á. Chạy quá bà luôn. Ai 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 chết rồi. Dạo dạo ở đồ xuống vậy sao cái sửa mạnh nha. Ibra. Ibra mua Ibra ngay anh em à, con quỷ cái này hay quá ta. Ibra bây giờ gánh hơi nhiều, gánh hơi nhiều. Thôi. Vào đâu mà sọt liều, mình tới bên tì. Ủa nữa. Bullet chạy. Hay quá ta, xong mình. Quá nhanh quá hiểm. Mấy bên em đá toàn rớt hạng không à.